Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ và niềm đam mê nghiên cứu khoa học, đó là những điểm mạnh luôn được Học viện Hậu cần củng cố, vun trồng cho lớp lớp đoàn viên thanh niên của nhà trường. Với tinh thần đó, trong nhiều năm qua, tuổi trẻ học viện đã có nhiều đề tài sáng kiến bám sát thực tiễn nhiệm vụ cũng như yêu cầu bảo đảm hậu cần ở các đơn vị trong toàn quân. Từ năm 2018 đến nay, tuổi trẻ học viện đã nghiên cứu 215 đề tài sáng kiến, trong đó có 99 công trình đoạt giải cấp học viện và 70 công trình đoạt giải cấp toàn quân. Qua đó khẳng định được vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào tuổi trẻ sáng tạo của quân đội. Những công đoạn sản xuất xúc xích nhìn qua không có gì khác lạ so với các loại xúc xích trên thị trường. Tuy nhiên, đây là một sáng kiến đạt giải nhất tuổi trẻ sáng tạo cấp học viện năm 2022 của Học viện Hậu cần. Điều tạo nên giá trị cho sáng kiến này, đó là việc nghiên cứu sử dụng enzyme trong sản xuất chế biến, giúp tăng giá trị về cảm quan và giá trị dinh dưỡng trong sản phẩm xúc xích, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và sự thuận tiện cho bộ đội trong điều kiện dã ngoại và các hoạt động diễn tập. Đề tài hiện đang được Đại úy Nguyễn Thị Phương Lan cùng các cộng sự tại Viện Nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự tiếp tục bổ sung, phát triển để tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. Sản phẩm xúc xích có ứng dụng enzyme trong chế biến này thì đã làm tăng các hàm lượng axit amin nên là nó có rất có lợi cho sức khỏe của bộ đội, đặc biệt là trong các cái vận động của bộ đội hành quân dã ngoại, cho nên là cái sản phẩm này được có ứng dụng cao, đặc biệt là cái khi mà trong cái điều kiện hành quân dã ngoại có cái điều kiện chế biến và nấu nướng sẽ khó khăn thì đây là một cái sản phẩm bổ sung phù hợp. Đề tài của đồng chí Phương Lan là một trong số 24 đề tài sáng kiến chất lượng cao, có tính ứng dụng tốt được tuổi trẻ Học viện Hậu cần nghiên cứu trong năm học 2021-2022. Hàng năm, số lượng đề tài sáng kiến tuổi trẻ sáng tạo của Học viện luôn được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Học viện đã trích gần 200 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ, khuyến khích, phát triển tài năng trẻ để kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia nghiên cứu khoa học. Để Học viện đã chỉ đạo một cách chặt chẽ cái việc gắn kết giữa cái kết quả nghiên cứu khoa học mà đặc biệt là kết quả nghiên cứu tuổi trẻ sáng tạo của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ với việc bình xét thi đua khen thưởng rồi xét phát triển đảng, và đặc biệt là Học viện làm tốt cái việc đề nghị thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn cho đội ngũ cán bộ giảng viên và đạt giải trong cái tham gia tuổi trẻ sáng tạo toàn quân. Nhờ sự khích lệ, động viên từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phong trào nghiên cứu khoa học đã lan tỏa rộng khắp Học viện. Nhiều nghiên cứu không chỉ đạt giải cao tại giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân mà còn được ứng dụng trong giảng dạy cũng như yêu cầu bảo đảm hậu cần ở các đơn vị trong toàn quân. Như sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế trực quan tuyến đường ống dã chiến dẫn nhiên liệu của nhóm tác giả Bùi Hồng Quân, Phạm Bá Thuần. Sáng kiến không chỉ đạt giải nhì giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm vừa qua mà còn được ứng dụng trong giảng dạy và đặc biệt sử dụng trong diễn tập công tác xăng dầu của Tổng cục Hậu cần. Thực ra thì mình xác định là cố gắng làm những đề tài khoa học để đạt được kết quả cao nhất, làm sao để đóng góp cho vào cái nhiệm vụ huấn luyện của Học viện để các em sau này ra trường có thể đạt được cái tiếp thu được những kiến thức và ứng dụng vào cái quá trình hoạt động của đơn vị mình sau này. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo đã tạo điều kiện để tuổi trẻ Học viện Hậu cần phát huy vai trò trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo. Đây cũng là một sân chơi bổ ích để mỗi người cùng nỗ lực phấn đấu, ghi lại dấu ấn tuổi trẻ của mình.